Lương B các bác nhé. Chữ P này, chữ D này, dòng lõi thép này, kẹp, dòng chữ Z này, dòng chữ Z. Dòng chữ P này, đấy, đóng này. Đấy, chắc chưa? À, em sang cửa này đóng cho các bác xem nha. Rồi bên này thì chưa dán này, đóng này. Đấy, vạch, vạch. À, cửa này dán rồi này. Đấy, phịch, phịch, phịch. Đấy, khi dán xong nó sẽ kín những cái mép này này. Đấy, đây, kín những cái mép này. Đây nữa. Đấy.